phim về nhà chúng con, cái phim được gọi là phim quốc dân của năm nay. Đầu tiên là thể quốc dân của Trung Quốc Anh, vì anh vừa trở thành nhân dân đầu tiên không bằng cách được này. Cái thứ hai là phim được gửi lên cũng là để không giành được. Chắc chắn là những nhân dân Trung Anh sẽ muốn gửi một lời chúc tới sinh nhật đại diện Việt Nam, được không ạ? Cảm ơn bạn. Hôm nay chúng tôi rất là hồi hộp đến đây tham dự chương trình VTV Ấn Tượng và cũng nhận kỷ niệm coi như là sinh nhật 49 năm của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đài Truyền hình đã giúp chúng tôi rất nhiều trong nhiều mặt khác nhau. Chúng tôi hôm nay rất vui được gửi đến tất cả lãnh đạo cán bộ chiến sĩ của Đài Truyền hình Việt Nam một chút tốt đẹp nhất và sự thành công sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Xin cảm ơn tình cảm của anh ạ. Có thể nói bây giờ anh rất là xúc động đúng không ạ? Vâng, có một người vừa lén lút đi vào đây. Đấy đây. Tờ chính là bảo của ông Tơ Trương Đại Nhân. Bảo Thanh ngày hôm nay thì đến đây với vai trò là tốt năm để chủ của những chiến ấn tượng. Nhưng Bảo Thanh này, năm nay chủ đề của ấn tượng VTV là thách thức. Những người làm truyền hình như tôi thì phải đối diện với rất nhiều thách thức, thách thức về những người tạo số, thách thức về việc là làm thế nào để những còn với những cái bạn, những người mà luôn gắn bó trong một cách rất đặc biệt với những cuộc thi của VTV thì bạn có thể đối diện với thách thức này không? Trước tiên thì em có từ người thường xuyên với VTV 19 tuổi, em chưa được chúc anh cái kinh tế ngon và chưa khỏe và về một thành công hơn nữa thì em chờ cho quý vị khán giả các phòng thân nhất. Đương nhiên là đối với những nghệ sĩ chúng em thì cũng có những cách rất là với một bộ phim hay là với một vai diễn mà mình tham gia thì mình đều phải cố gắng biến đổi bản thân làm thế nào để giống như là những thứ tắc kè vậy biến hóa vai này sang vai khác và cũng chỉ nhằm một cái mục đích là làm cái bộ phim đó trở nên thật hay và hấp dẫn để gửi tặng tới quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị khán giả yêu thích chương trình Việt Nam. Cảm ơn Bảo Thanh, cảm ơn đồng chí Trương Trung Anh rất nhiều và chúng ta sẽ còn gặp lại họ trong lễ trao giải diễn ra trong ít phút nữa ở trường quay F14. Thưa quý vị, cạnh tranh của các nền tảng số thì VTV đã khiến những cái thách thức đó trở thành một cơ hội để đến gần với khán giả hơn, để phát triển cũng là hội nhập. Thì sự thế mạnh của công nghệ thì chúng tôi đã tiếp cận khán giả đến những chương trình truyền hình, cái món ăn tinh thần hấp dẫn hơn về cả nội dung và chất lượng để biến cái trải nghiệm của khán giả truyền hình trở thành có ý nghĩa và có giá trị trong từng phút giây. Chúng ta từng bỏ qua lễ trao giải VTV World 2019 vào lúc 20:10 trên sóng VTV1 và các nền tảng số. Còn bây giờ thì xin trở lại với chương trình của chúng ta.